Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh đầu tư chứng khoán Châu Phạm Stock. Ở video cuối tuần ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua ba nội dung chính. Thứ nhất là đánh giá xu hướng tuần mới của thị trường. Đấy. Thứ hai sẽ là những cái nhóm ngành tâm điểm để mà mình note lại, mình theo dõi anh chị ha. Và cái phần thứ ba sẽ là cái phần đánh giá cơ hội đầu tư ở các cổ phiếu tiềm năng. Thì đầu tiên mình sẽ cùng nhau nhìn về trạc tuần của thị trường. Tuần vừa qua là một cái tuần thị trường hồi phục hơn 2%. Và cái vận động này thì cũng không nằm ngoài cái dự tính của em và anh chị đã cùng có bàn bạc với nhau ở cái video cuối tuần trước, có đúng không ạ? Ở cái video này nè, thì em cũng đã có chia sẻ cái quan điểm của mình là gì? Khả năng, cái xu hướng của tuần trước á, nếu như mà nó có điều chỉnh thì nó cũng không có điều chỉnh nhiều, hoặc nó có khả năng gì? Ngừng cái nhịp chỉnh tại đây và nó hồi phục luôn. Đấy, thì sao anh chị? Ở cái video đó thì em cũng đã có chia sẻ rồi ha. Nếu anh chị nào chưa theo dõi, mình có thể dành một chút thời gian theo dõi lại. Và mình cũng đã có chia sẻ về cái chiến lược mua bán, đúng không? Đối với các nhóm cổ phiếu. Vậy thì liệu cái nhịp hồi phục của tuần vừa qua thì nó cho chúng ta những cái tín hiệu gì? Và nó có khả năng dẫn dắt cái xu hướng của VND nó đi tới đâu? Đấy, thì đầu tiên anh chị mình cùng nhìn về cái thanh khoản của tuần vừa qua đi. Đây là một cái thanh khoản không lớn ha. Nó vẫn nằm ở ngưỡng trung bình thấp thôi. Đó. Và đối với một cái nhịp hồi biên độ hẹp với lại cái thanh khoản thấp, chúng ta có thể đánh giá được là chủ đạo cái tuần vừa qua là cái tuần nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ họ mua bán là nhiều. Thực chất là vẫn có một số cái mã cổ phiếu riêng lẻ nó tăng điểm kèm với dòng tiền lớn ha, nhưng khoảng 70-80% thì đa số các cổ phiếu nó vẫn hồi phục với lại khối lượng thấp thôi. Đấy, thì ra thì chúng ta có thể đánh giá được là cái nhịp hồi này về căn bản là một cái nhịp các cổ phiếu nó quá bán thì nó sẽ xuất hiện những cái nhịp hồi kỹ thuật. Đấy. Rồi xét về cái MACD thì anh chị mình thấy MACD vẫn có chiều hướng đang đi xuống, đúng không? Và cái động lượng chúng ta có thể thấy là những cái thanh màu đỏ đây nè, nó vẫn chưa có những cái tín hiệu thuyên giảm. Thì thông thường để mà chuyển giao sang một cái xu hướng gọi là ngừng rơi, hoặc là nó chuyển sang một cái xu hướng hồi hoặc tăng, thì sao? Cái động lượng nó phải có những cái sự thu hẹp. Tức là gì? Từ màu đỏ đậm sang màu đỏ nhạt ha, và sau đó là sang xanh, từ từ lớn lên. Đấy, ví dụ như đây nè anh chị, đỏ đậm sang đỏ nhạt, nhạt thu hẹp, sau đó là chuyển sang xanh, đúng không? Thì xu hướng nó có khả năng hồi mạnh hơn. Còn sau cái tuần vừa qua thì chúng ta vẫn chưa thấy những cái tín hiệu đảo chiều gì ở đây cả. Vì vậy là kết hợp với cái MACD này, kết hợp với lại cái phân tích kỹ thuật và cái chẹt, cái nhịp hồi phục với lại khối lượng thấp, thì chúng ta có thể đánh giá là cái nhịp hồi này nó chưa đủ làm đảo chiều xu hướng trung và dài hạn của thị trường. Đấy, và chúng ta có thể kẻ cái đường trendline trung hạn ra nè. Đấy, thị trường vẫn dao động dưới cái vùng này, anh chị lưu ý nha. Đấy, vì vậy là xu hướng trung và dài hạn nó vẫn chưa ổn định đâu. Đó. Rồi, xét về chặt ngày, xét về xu hướng ngắn hạn thì sẽ như thế nào? Ở đây anh chị mình thấy là tuần vừa qua thị trường của chúng ta dao động với một cái biên độ nó rất là hẹp luôn. Đó, và cái thanh khoản nó cũng rất bé, đúng không? Và một cái điểm tích cực em đánh giá là ở cái chặt ngày á, đó là gì? Thị trường của chúng ta nó giữ được quanh cái cột mốc 1150 cộng trừ 5 điểm này. Nó không có chiều hướng là nó về vùng biên dưới này nữa. Đấy, đối với những cái vận động tích cực tạo đà như thế này là một cái điểm sáng cho giai đoạn tuần sau. Anh chị lưu ý ha. Tuy nhiên, ở cái phiên hôm thứ 6 chúng ta bóc tách kỹ hơn nè. Thì phiên hôm thứ 6 thị trường tăng 3 điểm, đúng không? Đóng một cái phiên test cung rất là đẹp. Đó, và ở cái phiên hôm thứ 6 này á, có một cái cú rũ bỏ khá là rác. Sau đó thị trường của chúng ta xuất hiện cái lực cầu và cuối phiên rút chân rất là mạnh mẽ, có đúng không? Anh chị mình sẽ thấy chẹt phái sinh nè. Đó, phiên sáng ha, ở phiên hôm thứ 6 á, chủ đạo đi ngang thôi. Giảm thì cũng giảm không nhiều, nhưng có xuất hiện một cái thời điểm là vào 1:50 á, buổi chiều, thì cái lực bán nó rất là mạnh. Đó, giảm rất khá là sâu. Thì sau cái cú rũ bỏ này, thị trường sao? Anh chị mình thấy cái lực cầu nè vào rất mạnh mẽ và tăng rất quyết liệt ha. Đấy, thì đây là một trong những cái điểm mà em đánh giá là nó sẽ kích hoạt cái yếu tố FOMO ở phiên đầu tuần thứ hai. Nếu như, ví dụ như cái phiên hôm thứ 6 chúng ta thấy lực cầu và rất là mạnh, chúng ta kỳ vọng là gì? Tuần sau thị trường hồi phục, đúng không? Thì đối với những cái yếu tố như thế này, nếu ai chưa mua thì khả năng đầu phiên thứ hai chúng ta sẽ có xu hướng quay trở lại mua,
đó, vì chúng ta kỳ vọng gì, một cái nhịp bùng nổ của thị trường đúng không, một cái nhịp FTD đó chẳng hạn đó, thì em đánh giá là đối với những cái vận động và phiên hôm thứ sáu nè, thì chúng ta lưu ý giúp em nha, trường hợp mà đầu phiên thứ hai thị trường của chúng ta mở gap up thì sao, anh chị mình hạn chế mua, tại vì mình phải theo dõi là các cổ phiếu á. Chúng ta chú ý những cái mã cổ phiếu nào, chúng ta theo dõi cổ phiếu đó, thì mình coi là cái lực cầu liệu nó có mạnh hay không, hay là nó chỉ tăng theo hiệu ứng là mở gap up của thị trường thôi, và cái dòng tiền là liệu nó có mạnh hay không, nó có duy trì được lâu hay không, thì mình sẽ theo dõi là sau 10 giờ đi anh chị. Đó, anh chị mình theo dõi, cứ để cho thị trường nó vận động đến 10 giờ mình lại tiếp tục quan sát những cái vận động của các mã cổ phiếu của thị trường, coi là cái xung lực nó như thế nào. Tại vì nếu như mà thị trường của chúng ta mở gap up mà tăng điểm mà không có dòng tiền đi kèm nha, là nó rất dễ quay về lắp gap. Vậy thì để mà tránh cái việc mà chúng ta bị mua giá cao á anh chị, thì sao? Hành động từ từ thôi. Đấy, không vội mở mua vào đầu phiên sáng. Lưu ý là không FOMO giúp em ha. Đấy. Thì đối với những cái chia sẻ từ nãy giờ thì chúng ta có thể đánh giá được là gì? Xu hướng của thị trường trong giai đoạn từ sau thì em đánh giá là nó sẽ có khả năng hồi về lại được những cái vùng 1180 này. Đó. Thực chất á, là ở phiên hôm thứ 6 chúng ta thấy một số cái mã cổ phiếu như là BDR nè, của nhóm bất động sản nè, kéo trần đúng không? Rồi có KDH, đấy, đánh trần thì nó cũng tạo được cái tâm lý giải tỏa hơn cho nhóm bất động sản nó riêng cũng như là thị trường. Nhưng mà có thêm một cái yếu tố nữa đó là gì? Kéo trụ anh chị. Ví dụ như VGC nè, đúng không? Tự nhiên 2:15 thì nó lại đùng một phát từ đỏ sang trần luôn. Thì đây là những cái cổ phiếu nó mang cái tính điều tiết. Em đánh giá là cái việc mà nó kéo trụ như thế này nè, thì trong giai đoạn tuần sau sẽ có trả điểm. Đấy, nhưng mà anh chị mình phải đánh giá là nếu như trả điểm mà dòng tiền nó vẫn mạnh, lực cầu nó vẫn tốt, thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái xu hướng của thị trường. Anh chị lưu ý ha, có khả năng như kịch bản nó sẽ như thế này. Mở gap đầu phiên sáng, sau đó gì? Hạ nhiệt quay về lắp gap nha. Và sau đó là sao? Nếu như lực cầu đủ tốt và duy trì, nó lại tiếp tục rút chân. Đây là một cái tín hiệu hiệu tốt. Còn nếu như mà sao, mở gap đầu phiên sáng nhưng mà khi trả điểm những cái mã như là VGC chẳng hạn, thị trường quay về lắp gap và sao lực cầu nó không mạnh, thì sao lại tiếp tục có những cái chiều hướng lắp gap sâu hơn, thì như vậy sẽ là không tích cực. Lưu ý giúp em nha về cái kịch bản này trong giai đoạn thứ hai tuần sau, để mà mình đánh giá được là cái xu hướng của thị trường nó sẽ diễn biến như vậy và các cổ phiếu nó như thế nào. Và em cũng lưu ý với anh chị mình một cái điểm mà em có nhắc đi nhắc lại ở các video trước rồi. Đó là gì? Cái sự xác nhận của thị trường. Cái sự xác nhận để mà giúp cho thị trường của chúng ta bước vào một cái giai đoạn sóng hồi á. Đó, thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn chưa xuất hiện cái nhịp như vậy nha. Một cái điểm hướng lên có dòng tiền đi vào. Vẫn chưa đâu. Thì ở cái phiên hôm thứ 6 là những cái nhịp tạo đà rất tốt rồi. Và nếu như thị trường hôm thứ 2 nó xác nhận, nó xuất hiện những cái phiên xác nhận như vậy thì là tích cực. Còn nếu như mà nó không xuất hiện những cái phiên xác nhận như vậy á, thì anh chị mình cũng phải thận trọng nha. Đấy, vậy thì tổng quan lại, chạc ngày ổn đúng không? Chạc ngày có khả năng hồi về lại những cái vùng 1160 hoặc thậm chí là 1180 nè anh chị nhé. Đấy, còn trong chạc tuần thì sao? Xu hướng vẫn chưa thật sự ổn, vì vậy là có khả năng hồi thôi đúng không? Còn cái việc mà có vượt hay không á thì phải chờ yếu tố dòng tiền ha, anh chị mình lưu ý nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đi sang cái phần thứ hai là cái phần phân tích nhóm ngành và cổ phiếu. Thì em sẽ đi đề cập cái nhóm cổ phiếu bất động sản đi, cái nhóm cổ phiếu tâm điểm trong phiên hôm thứ 6 vừa rồi. Liệu coi là có cơ hội đầu tư đối với nhóm cổ phiếu này hay không? Cái tiềm năng nhóm này nó có lớn hay không? Thì đầu tiên mình nhìn sang cái cổ phiếu BDR. Anh chị mình thấy BDR ở phiên hôm thứ 6 xuất hiện một cái nhịp tăng rất là tốt đúng không? Đó, thì đối với những cái nhịp bùng nổ chạm về những cái vùng kháng cự này nè, thì chúng ta phải lưu ý giúp em là gì? Nó sẽ có yếu tố hấp thụ ở đây. Lưu ý ha, khi mà bùng nổ gặp kháng cự nè, tại vì gần đây á, em thấy một cái hiện tượng là bùng nổ gặp kháng cự của cổ phiếu á, thì nó lại bị hạ nhiệt trở lại. Vì vậy để mà chúng ta tránh những cái nhịp mà rũ bỏ ngắn của cổ phiếu á, thì chúng ta phải chờ phản ứng ha. Thực chất là những cái tín hiệu này là rất là tốt rồi đó, nhưng mà nói về cái điểm mua á, thì em sẽ ưu tiên quan sát cái phản ứng của cổ phiếu khi là về lại những cái vùng kháng cự mạnh này. Tại vì á, cái vùng này nè anh chị, nhà đầu tư kẹp hàng rất là nhiều đó, thì khi mà cổ phiếu nó gặp lại cản thì sao, nó phải hấp thụ những cái lượng cung nhà đầu tư mua ở đây
mình huề vốn mình bán ra đúng không, thì phải có những cái yếu tố hấp thụ trở lại đấy, lưu ý ha, thì nó mới có thể tăng tiếp được. Em lấy ví dụ nè, ở cái giai đoạn trước nè, anh chị mình cũng thấy ha, nó cân bằng nè, sau đó xuất hiện một cái nhịp bùng nổ dòng tiền nè, mà gặp ngay cái vùng cản trước của cổ phiếu nè, đây là cái vùng đỉnh trước của nó nè, đúng không? Đấy, thì cổ phiếu sẽ phản ứng bằng cách đi ngang, tạo một cái vùng biên đi ngang. Đấy, nên là ở thời điểm hiện tại chúng ta sẽ theo dõi cái phản ứng của cổ phiếu ha, không vội vàng mở mua nha. Đấy, lưu ý. KDH cũng như vậy nha anh chị. KDH thì chúng ta có thể thấy là một phiên tăng điểm với lại có dòng tiền đi vào ha, đây là một cái điểm pivot của cổ phiếu. Ok, đúng không? Thì chúng ta có thể chú ý lại đối với những cái mã cổ phiếu như KDH. Đấy, và mình kẻ đường trendline ngắn hạn ra thì thực chất là cổ phiếu nó cũng đã vượt những cái đường trendline ngắn hạn rồi, thì sao nó vẫn có khả năng về lại những cái vùng giá cao hơn, chẳng hạn như là 34 đi. Đó, nhưng mà trước khi về 34 á, nó sao anh chị, cũng sẽ có những cái phản ứng ở đây. Tại vì một cái mã cổ phiếu mà từ vùng dưới đi lên á, nó sẽ gặp rất nhiều những cái lượng cung bán ra trở lại nha. Đấy, nên là cái việc mà cổ phiếu nó tạo những cái vùng hấp thụ là điều cần thiết. Đó, ví dụ như trường hợp nó hấp thụ thì không nói đúng không, tại một cái biên, ví dụ như nếu một cái biên này nó thành công thì chúng ta có thể canh về một cái điểm mua đấy, đánh ngắn về lại biên trên. Hoặc nếu như ha, ở phiên hôm thứ hai đi, nó lại tiếp tục duy trì cái đà tăng về 34 thì mình cũng đừng có mua nha anh chị. Tại vì sao, nó cũng gặp những cái vùng cản lớn luôn. Đây là những cái vùng cản mà trước đó rất nhiều lần cổ phiếu chưa vượt qua. Thì nếu như mà cổ phiếu nó vượt qua được cái vùng cản này nè, đó, bằng một cái phiên xác nhận dòng tiền, một cái phiên breakout á, thì sao? Một cái xu hướng mới sẽ được mở ra, đúng không? Đây sẽ là những cái cổ phiếu rất tiềm năng nếu như mà nó có những cái phiên xác nhận như vậy. Đấy, một cái cơ hội lớn sẽ ở phía sau. Còn sao? Nhưng mà sao anh chị? Khi mà chạm về những cái vùng 34 này, nó phải cho chúng ta phản ứng. Đấy, nên là anh chị mình lưu ý đừng có mua đuổi nha. Cứ chờ cho cổ phiếu nó phản ứng đi, nó tạo những cái biên hấp thụ đi, thì em sẽ hướng dẫn anh chị mình vào những cái điểm mua nó an toàn hơn. Không nhất thiết chúng ta phải mua đuổi nha. Rồi, hai cổ phiếu BDR, KDH, anh chị mình thấy tốt đúng không? Đấy, mình nhìn sang những cái mã cổ phiếu khác thuộc nhóm bất động sản có nó như thế nào nha. Đất Xanh. Đất Xanh, anh chị mình thấy là nó vẫn còn yếu. Cái nhịp tăng của nhóm bất động sản nó chưa có phản ứng nhanh. Đó, thì có thể em nghĩ là sang thứ hai á, thì cổ phiếu này nó mới bắt đầu có những cái phản ứng, hút những cái lực cầu ở nhóm cổ phiếu bất động sản. Tại vì đôi khi á, nhóm bất động sản này, hai cái mã cổ phiếu BDR, KDH nó kéo em nhớ là khoảng 1 giờ 45 phút á. Đó, thì đôi khi anh chị nào chúng ta chưa mua kịp á, thì chúng ta có thể là gì, tâm lý mình sẽ chờ sang thứ hai mua, có đúng không ạ? Đó, thì ở phiên sáng em nghĩ là đa số cái nhóm bất động sản này nè, nó sẽ hút một cái lượng cầu nhà đầu tư FOMO. Đấy, nên là anh chị mình cực kỳ phải lưu ý nha, là chúng ta không mua đuổi và chúng ta phải chờ cái yếu tố dòng tiền nó có duy trì tốt hay không. Đó, em có nhắc đầu video rồi, lưu ý nha. Đối với những cái mã như Đất Xanh á, thì em sẽ chờ một cái phiên xác nhận. Tại vì anh chị mình thấy á, so sánh giữa Đất Xanh với lại con KDH, mình sẽ thấy một cái điểm, đó là con KDH này nè, cái vùng nền của nó nè anh chị, nó đi ngang nha. Còn anh chị mình so sánh Đất Xanh nè, có một cái nền ngắn ở đây, nhưng cái nền này thất bại và cổ phiếu đang tích lũy lại cái nền dưới nha. Tức là gì? Cái lực cầu của con này nó sẽ yếu hơn con KDH. Đấy, nên là đối với những cái mã cổ phiếu nào mà nó điều chỉnh sâu á, thì cổ phiếu đó em sẽ không ưu tiên. Tại vì đôi khi DSG anh chị, nó mà đánh lên khoảng vùng 19 thôi, hoặc là 19 ít thôi, là nó gặp ngay cái cản rồi, đúng không? Đây là cái cản ngắn của cổ phiếu luôn nè. Đấy, nên thành ra là đôi khi cái xung lực hồi nó sẽ yếu hơn những cái mã cổ phiếu mà nó giữ được cái nền đi ngang ha. Ví dụ như BDR anh chị mình cũng thấy nè, anh chị mình thấy nè, nó giữ được cái vùng đi ngang, chứ nó không có phải là đi ngang, nó không có phải là tạo hai cái nền gọi là hạ nền đi xuống ha, mà nó giữ đúng một cái nền này thôi. Đấy, đây là một cái điểm tích cực hơn so với cổ phiếu Đất Xanh ha. Hoặc là như anh chị mình thấy Đất cũng vậy nè, nó đang hạ nền nè. Chạc bị lỗi hả ta? Anh chị mình đợi em một chút nha. Đấy, em sẽ bật lại cái đường MACD. Bị lỗi. Rồi, đối với Đích nè, anh chị mình cũng thấy có một cái yếu tố hạ nền ở đây nè, đúng không?
nền ngắn ở đây xuất hiện một cái hạ nền đó, thì đôi khi nó có khả năng hồi, nhưng mà nó hồi về tới cái biên độ nó hồi sẽ ít hơn. Ví dụ như là tới vùng 25X là nó bắt đầu tiếp tục chững lại, đúng không, nó lại hấp thụ đó. Còn đối với những cái mã cổ phiếu nào mà nó nền, nó đi ngang, nó dài hơn thì nó sẽ ok hơn. Ví dụ như HDC, đúng không, HDC là anh chị mình thấy cái nền đi ngang nè đấy, con này khả năng cái lực bật nó sẽ tốt hơn hai cái mã cổ phiếu còn lại ha. Đó, cái form nó cũng tương đồng như lại KDH, tức là gì, nó cũng giữ được cái nền đi ngang đấy. Thì nếu như anh chị nào đánh ngắn thì có thể chú ý HDC, đúng không đấy. Rồi, nhưng mà đối với những cái mã cổ phiếu nhóm bất động sản á anh chị, thì đối với cá nhân em á, em sẽ ưu tiên những cái mã cổ phiếu nào mà nó đã có dòng tiền nha đấy. Còn em sẽ không chấp nhận rủi ro khi mà mình mua ở những cái vùng dưới này. Thực chất anh chị mình mua những cái mã cổ phiếu ví dụ như HDC đi, mình vẫn có khả năng lợi, đúng không, nhưng mà cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro thì nó sẽ là 1:1 đó. Nhưng mà đối với những anh chị nào mà chúng ta đã chú ý những cái mã cổ phiếu gọi là có dòng tiền á, thì cái rủi ro nó sẽ thu hẹp lại hơn đó. Và nếu như ví dụ như em lấy ví dụ như KDH, nó tích lũy ở đây thôi đấy, nó cho cái tín hiệu tích lũy thôi, thì mình vẫn có khả năng chú ý lại đấy. Còn đối với những cái mã như HDC, mình mua ở đây là mình mua theo cái sự kỳ vọng mình hồi phục, đúng không, kỳ vọng cổ phiếu hồi phục theo cái nhóm cổ phiếu bất động sản. Còn về thực chất là mình chưa biết được cái xung lực dòng tiền nó mạnh hay yếu, đúng không, đôi khi nó hồi theo hiệu ứng thì sao, khối lượng nó bé thì sao, nó có khả năng test lại đó. Và nếu như nó không hồi luôn, nó lại tiếp tục điều chỉnh. Cái nhìn chung á, khi mà anh chị mình mở một cái vị thế thì nên đặt cái lợi nhuận tiềm năng nó sẽ lớn hơn cái rủi ro, tỷ lệ 2:1 nó sẽ ok hơn so với tỷ lệ 1:1 nha. Đấy, thực chất là ở những cái vùng như này, những cái mã cổ phiếu HDC thì tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro em nghĩ là 1:1 ha. 1:1 thì mình lấy cái đường này lên đi đấy. Ví dụ như hồi thì cũng hồi được đâu đó khoảng quanh 34 33x, đúng không, giảm thì cũng tương tự như vậy, về lại những cái vùng đáy dưới này. Đấy, về lại biên trên, anh chị mình kỳ vọng cho một cái lực hồi về biên trên, về luôn tới những vùng 38 40 là khó nha, rất là khó luôn á, khó hồi hình chữ V. Thường nó hồi nó phải có những cái vùng hấp thụ rồi nó mới tiếp tục tăng được anh chị, tại vì cứ hồi lên cái là bị bán, hồi lên cái bị bán, việc gì nếu như mà tổ chức họ đánh như vậy, đúng không, rất là tốn tiền tốn thời gian nữa, thành ra họ chỉ cần đi ngang thôi, nhà đầu tư tự chán tự bán ra, rồi sau đó họ lại đẩy lên, nó lại nhẹ nhẹ tàu hơn đó, nó thường là như vậy nha. Dạ rồi, thì đó là đối với cổ phiếu HDC. Còn lại những cái nhóm cổ phiếu khác, ví dụ như sale, anh chị mình thấy là cái lực hồi nó cũng yếu nha. Đạt Phương cũng vậy, Đạt Phương thì nó ok hơn, tức là nó không có xây, nó không có yếu tố hạ nền nè, mà nó giữ luôn một cái nền đi ngang, thì khả năng con này nó sẽ có nhịp hồi đâu đó về lại những cái vùng 41 ha, lưu ý. Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm anh chị mình thấy là giữ giá ok nhất nhóm bất động sản, đúng không, nhưng mà vẫn chưa có tín hiệu thoát nền trên ha. Một cái điểm khá là lạ đấy. Nếu như nhóm bất động sản thực sự mạnh thì những cái mã cổ phiếu giữ trend như là Nam Từ Liêm nó phải đánh lên nè anh chị đó. Thì để coi phiên hôm thứ hai cái xung lực nó tăng nó như thế nào. Em nghĩ thứ hai nó vẫn có tăng đấy, nhưng mà liệu là nó có dòng tiền hay không. Nếu như ha mà nó có dòng tiền và được là rất là tốt nha, nó sẽ củng cố cho một cái nhịp tăng mới đấy. Còn nếu như dòng tiền không vào, nó lại lình xình quanh cái vùng nền này nữa, rất khó chịu đấy. Nên là lưu ý nha, đấy cứ chờ dòng tiền vào mình sẽ ok hơn nha anh chị, mua ok hơn. Dạ rồi, Vinhome cứ lình xình thôi ha, nhìn chung là vẫn có khả năng hồi đấy, xu hướng vẫn đang đi lên nè, nhưng mà hồi em nghĩ cũng không nhiều đâu, tại vì giảm quá sâu á anh chị, nên thành ra là hồi nó sẽ gặp lực bán liền à. Dạ rồi, thì đó là tổng quan về nhóm bất động sản ha. Tiếp theo mình sẽ đi sang cái nhóm cổ phiếu khu công nghiệp ha. Khu công nghiệp dạo gần đây cũng rất là hot, xung lực hồi cũng khá là mạnh đối với những cái mã như là IDC, đúng không ạ. Đấy, IDC tuần vừa qua tăng rất là tốt ha. Những cái mã cổ phiếu này á, anh chị nào có thì xin chúc mừng đấy, còn không mua được thì em nghĩ là không phải tiếc, tại vì á
em đã có chia sẻ cái cổ phiếu này với anh chị mình ở những cái video trước rồi. Những cái mã cổ phiếu nào giữ trend thì em cũng đều note lại đúng không? Và đều chờ những cái tín hiệu mua. Đó, thì mình có chia sẻ một cái quan điểm rất là rõ ràng đối với cổ phiếu IDC, đó là gì? Thứ nhất, trendline tăng xu hướng vẫn được giữ. Ok. Tốt. Đúng không? Và cái điểm mua khi đạt điều kiện là gì? Nó phải tích lũy lại khi mà về những vùng cản nè. Đấy. Ha, phải cho những cái biên độ hấp thụ test cung. Đấy. Và xuất hiện cái dòng tiền thì cái yếu tố tích lũy của cổ phiếu này thật sự là không không đạt để mà nó đánh quá nhanh anh chị, thực chất đánh quá nhanh thì mình khó mua lắm. Đó, không có đủ đạt về cái tiêu chí của mình nên là khó mua nha. Đấy, nên là thành ra nếu như anh chị nào mà chúng ta đã mua được rồi thì em xin chúc mừng. Còn không mua được thì mình sẽ chú ý lại ở những cái mã cổ phiếu khác ha. Mình sẽ đi nhìn sang những cái mã ví dụ như là KBC ở phiên hôm thứ sáu cũng hồi rất là tốt nè. Đó, nhưng mà anh chị lưu ý nè, vùng trên này là cái vùng cản dày của KBC. Đấy, nên là chúng ta phải chờ cổ phiếu nó tăng tới đây nó lại tiếp tục cho phản ứng nha. Thực chất á, cái nhóm khu công nghiệp này nè, một cái điểm mà em khá là đắn đo khi mà giải ngân đó là gì? Cái giai đoạn giảm vừa rồi của cổ phiếu á, giảm với lại khối lượng lớn. Con nào cũng như vậy nha anh chị, đa số nha. Ví dụ như SJC nè, anh chị mình thấy giảm khối lượng rất lớn nè. Nên thành ra ở thời điểm hiện tại thì chúng ta phải chờ, tại vì thật sự mua ở đây thì nó lại không an toàn đúng không? Đó, tự nhiên bùng nổ về cái gặp cản, mà nhiều cổ phiếu gặp cản bùng nổ cái gặp cản là dễ hạ nhiệt, ví dụ như là ANV nè đúng không? Đó, bùng nổ gặp đỉnh trước nè, lại đi ngang nè, TV2 nè. TV2 hay là TVN ta? À TVN, em nhầm ha. Ví dụ như TVN nè, anh chị mình thấy bùng nổ lên cái gặp cản nè, rủ luôn nè. Đúng không? Đó, bull trap nha. Nên là cẩn thận, phải cho nó vượt hẳn đi rồi mình mua sau, nó ok hơn. Nó an toàn hơn, kiểu như vậy. Đấy, thì đối với JC nè. Đúng không? Mình thấy là nó đang túc tắc tăng về lại những cái vùng đỉnh, nhưng mà tốt hơn hết thì em nghĩ là nên chờ cổ phiếu nó tích lũy lại ha, và có cái dòng tiền xác nhận thì nó sẽ ok hơn ha. Căn bản đoạn trước là bị bán với khối lượng lớn rồi, nên thành ra là khi mà cổ phiếu nó về lại những cái vùng này á, nó phải cần thời gian. Còn nếu như mà nó tăng luôn á anh chị thì em sẽ không đánh giá cao cái nhịp tăng đó đâu ha, nó sẽ không bền á, đôi khi nó sẽ không bền nha. Rồi, mình chú ý những cái mã cổ phiếu khác, ví dụ như là VGC. Đấy, VGC tự nhiên vượt đỉnh cái mà khối lượng rất là bé nè. Đúng không? Sao mà mua anh chị? Đi lên mà cũng không có nền tích lũy luôn. Mình lỡ như đâu mà nó xui cái nha, nó về lại vùng nền dưới này, đúng không? Cổ phiếu tăng mà không có nền nè, thì thường xu hướng nó sẽ, nếu mà giảm thì sẽ về lại những cái vùng hỗ trợ, nếu mà nó có test đúng không? Đó, thì thành ra là mua mà nó không có nền nó khó chịu lắm. Không có cái gì củng cố cả, nền cũng không có, nền dưới này rồi rồi dòng tiền cũng không mạnh luôn thì sao mà mua ha. Đấy, nên là có hàng thì em nghĩ giữ thôi, chặn lãi thôi đấy, chứ mà mua thì chưa đạt về tiêu chí mua. ITA trần nè đúng không, hôm thứ năm trần. BHR đang bò bò lên cái vùng đỉnh trước nè, vẫn chờ ha, vẫn chờ phản ứng thôi. Đấy, nhìn chung chưa vượt khẳng định đúng không ạ? Đối với nhóm cổ phiếu khu công nghiệp là chỉ có IDC thôi, còn những cái mã cổ phiếu khác thì nó vẫn chưa hoàn toàn vượt đỉnh, nên là mình phải chờ phản ứng nha anh chị. Đấy. Rồi, thì đó là tổng quan về cái dòng khu công nghiệp. Thì đó là hai cái nhóm cổ phiếu mà em thấy là trong cái tuần vừa qua là cái tuần của hai cái nhóm cổ phiếu này nó cho cái vận động khá là tích cực. Đấy, mình sẽ đi sang nghĩ sang một số cái nhóm cổ phiếu thị trường, ví dụ như là dòng ngân hàng. Thì dòng ngân hàng tuần vừa qua là chủ đạo là đi ngang thôi. Vẫn có một số cái mã cổ phiếu nó hồi phục nó tăng nhưng mà với cái biên độ không lớn. Đó, thì đối với cái nhóm ngân hàng này em đánh giá là vẫn đang trong một cái chu kỳ tích lũy lớn nha. Vẫn chưa thay đổi quan điểm đâu. Đấy, đối với những cái mã cổ phiếu nào mà xét về cái tính tổng quan á, các cổ phiếu nó đều có những cái nền tảng tích lũy lớn á, và nó đang chuẩn bị cho một cái giai đoạn mới, thì đó sẽ là những cái mã cổ phiếu tiềm năng em chú ý ha. Tại vì nó có khả năng hình thành sóng trong cái giai đoạn sau thì việc gì mình lại không chú ý trở lại đúng không ạ? Việc mà anh chị mình gọi là mình chủ quan á, thì đôi khi là giai đoạn sau mình lại trượt những cái điểm mua tốt. Đó, đối với những cái sóng mà cái sóng ngành nó dẫn dắt. Đấy, thì
theo quan điểm của mình, cái nhóm nào tiềm năng thì mình sẽ chú ý, mình quan sát nó, theo dõi nó sát sao để mà có những cái điểm mua chuẩn nhất ha, cho hệ thống khách hàng. Đấy, thì đối với nhóm cổ phiếu như ngân hàng thì tuần vừa qua cũng chưa thật sự quá mới mẻ, nhưng mà một số cái mã cổ phiếu ví dụ như VBank thì em thấy là cái yếu tố hấp thụ nó khá ok. Đấy, thì đối với những cái mã cổ phiếu này, vị thế của mình đã có sẵn rồi, hàng cũng đã về rồi, thì bây giờ mình sẽ chờ những cái điểm gia tăng mới thôi. Đấy, thì đây chia sẻ với anh chị mình về những cái điểm mua của VB luôn. Em chia sẻ trên kênh rồi đúng không ạ? Đấy, anh chị nào đầu tư dài thì mình có thể chú ý VB đúng không? Đó, tuần trước thì mình đã vào rồi anh chị ha. Đây nè, chiến lược đánh đối với những cái mã VB. Ví dụ như nếu mà nó có những cái sự xuất hiện dòng tiền đủ lớn đánh vượt những cái vùng 22 á, đấy, sau đó cân bằng lại bên trên thì mình sẽ tiếp tục gia tăng đối với cổ phiếu VB. Ha, đây cho tín hiệu rất là đạt nha. Cóc tay cầm nè, đúng không? Cóc à, vai đầu vai ngược, em xin lỗi ha, vai đầu vai ngược. Và sao? Đang tích lũy lại. Đấy, có những cái vùng đi ngang trở lại nè, biên độ thu hẹp dần nè, đúng không? Rất là đẹp nha, rất là ok đấy, xu hướng trung hạn ổn. Rồi mình nhìn sang MB cũng tốt đúng không? MB cũng tạo một cái vùng hấp thụ đi ngang ngắn nè. Đấy, EMA cũng đang có những cái chiều hướng cắt lên rồi, thì câu này khả năng tuần sau nó sẽ có những cái nhịp hồi ngắn về lại những vùng 19x nè, anh chị lưu ý ha. Rồi BID, BID cũng là một trong những cổ phiếu nó tạo một cái vùng nền, tạo cái vùng nền sau một cái giai đoạn điều chỉnh sâu. Đấy, thì khả năng con này nó cũng sẽ có những cái nhịp hồi ngắn về lại những cái vùng 44x. Lưu ý nha. Đấy, anh chị mình thấy là MACD nó có cắt lên nè. Đó, thì anh chị nào mà chúng ta thích đánh ngắn dòng banh á thì chúng ta có thể chú ý những cái mã cổ phiếu tạo nền. Thực chất mua banh thì nó vẫn sẽ an toàn hơn có đúng không ạ? So với bất động sản. Đó, cái biên độ của nó tuy là sẽ không nhiều nhưng mà nó sẽ mang một cái tính an toàn hơn trong cái giai đoạn này. Nên là anh chị nào chưa có banh hoặc là mình thích thì mình có thể chú ý hai cái mã cổ phiếu như MB hay là BID ha. VB thì em ưu tiên về cái chiến lược đánh trung hạn. Đó, nên là mình sẽ theo dõi và quan sát từ từ. STB cũng tạo một cái vùng đi ngang nè. Đấy, khối lượng thấp nè, đúng không? Nếu thị trường ổn thì nó vẫn có khả năng hồi về lại những cái vùng 32x ha. Đấy, MSB nè cũng tốt, đi ngang đúng không? Đang à, một cái điểm khá là hay của MSB là nó đang có những cái yếu tố nâng nền nhỏ nè. Đây, nền ở đây đúng không? Cũng quanh quanh vùng đấy nhưng mà anh chị mình thấy nó siết biên trên được nè. Tốt nha, tích cực nha. Đấy, lưu ý nhé, đối với MSB có khả năng nhịp hồi về lại những cái vùng 14x nhé. Đây, những cái vùng cản. Techcom. Techcom thì nó còn hơi yếu nha anh chị. Đấy, còn hơi yếu nha. CTG cũng tương tự nè. Nhưng mà nhìn chung là xu hướng nó sẽ đi ngang á. Đấy, đi ngang rồi cũng có một khả năng xuất hiện những cái đợt hồi ngắn ha, lưu ý đối với CTG. BID thì hơi lỏng. Dạ rồi, Vietcombank, Vietcombank xu hướng cũng tốt đúng không? Đó, nhìn chung là EMA đang có chiều hướng cắt lên thì có khả năng hồi ha. Đấy, hồi lại về những vùng mà 88, 88x. Đấy, nhìn chung tổng quan dòng banh thì cũng khá là đẹp ha, khá là tiềm năng cho giai đoạn tuần sau. Dạ rồi, mình đi sang cái nhóm cổ phiếu chứng khoán. Chứng khoán thì ở tuần vừa qua em thấy vẫn chưa có chuyển biến gì quá mới nha. Đấy, cái xung lực hồi thì nó sẽ yếu hơn so với tuần trước. Đó, và em cũng giữ một cái quan điểm rất là rõ ràng đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán. À, đó là gì? Hồi phục ưu tiên cơ cấu thôi, chứ cũng chưa mua. Đó, thực chất thì anh chị mình thấy ví dụ như những cái mã MBS nè, hồi rất tốt đúng không? Hồi về lại những cái vùng đỉnh trước luôn. Đấy, nhưng mà sao? Thứ nhất, dao động nó còn quá lỏng. Thứ hai, khối lượng quá lớn. Một cái nền kiến tạo để mà cổ phiếu có những cái nhịp tăng mới á, thì là gì? Một cái vùng tạo đà, đi ngang, biên độ hẹp, khối lượng thấp. Và đây hoàn toàn trái ngược lại nha anh chị.
Đấy, nên thành ra là đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán á, mình nhìn những cái mã cổ phiếu như là MBS nè, là mình thấy được là tổng quan dòng thật ra nó vẫn chưa thật sự ổn. Con này hồi mạnh đấy, xung lực hồi ok đúng không? Nhưng mà xét chi tiết về dao động giá nè, về khối lượng nè, nó chưa đạt ha. Và em vẫn giữ quan điểm là đoạn trước nó đã bị bán với khối lượng lớn rồi, thì buộc nếu như mà nó muốn tăng, nó phải có những cái thời gian tích lũy trở lại. Chu kỳ ha, anh chị mình nên nhớ cổ phiếu nó phải có chu kỳ, chứ không phải là gì anh chị mình muốn nó giảm rồi muốn nó tăng liền là không có đâu. Đấy, đôi khi những cái nhịp tăng liền như vậy là những cái nhịp dụ cầu đó ha, mua vào là lại dễ dính bẫy của tổ chức đúng không? Đấy, lưu ý nha. Visa nè, hồi cũng khá là yếu nha. Đấy, HCM hồi cũng khá yếu. Đấy, nhưng mà nhìn chung là MACD đang cắt lên rồi anh chị, thì em nghĩ là nó tuần sau cái nhóm cổ phiếu chứng khoán này nó vẫn sẽ có những cái nhịp túc tắc hồi về, nhưng mà gì em vẫn chưa ưu tiên mua nha. Đấy, thực chất thì đối với em á, một cái mã cổ phiếu mà để em mở vị thế trong cái giai đoạn này nè, ngoài cái việc là mình quan trọng về cái xu hướng của thị trường chung, thì mình cần phải quan trọng về cái xu hướng của cổ phiếu đó như thế nào. Một cái cách giao dịch để mà anh chị mình xem xét mở điểm mua đối với một cái mã cổ phiếu, thứ nhất là nhìn về xu hướng của cổ phiếu. À, đầu tiên là sẽ nhìn về tổng quan ngành. Đó, theo cái cách giao dịch từ trên xuống của Mac Manavini á anh chị, thì đầu tiên mình sẽ nhìn bao quát cái dòng đó nó đang như thế nào. Rồi sau đó mình sẽ xét những cái mã cổ phiếu anh em. Ví dụ như anh chị mình mua dòng dầu khí đi, mình định chú ý BVD đi, thì mình sẽ nhìn sang BVS đúng không? Hay là mình nhìn sang BSR, mình sẽ nhìn sang BVC, mình nhìn sang Oil, những cái mã cổ phiếu dầu khí nó đang vận động như thế nào. Đó, thì nếu như mà các cổ phiếu anh em nó cho những cái chiều hướng tích cực đúng không, tổng quan dòng vẫn ổn đó, thì mình có thể có khả năng là gì, mình có thể chú ý và mở vị thế đối với BV được. Đấy, và một cái điểm cực kỳ quan trọng đó là gì, cái xu hướng của cổ phiếu nó phải là cái xu hướng tăng đã ha. Đó, thực chất đôi khi ví dụ em lấy ví dụ đi anh chị, mình thấy những cái mã như Novaland nè, em nhận khá là nhiều câu hỏi là Novaland liệu có mua được chưa Châu? Đó, nó cân bằng đáy rồi, nó có liệu có hồi phục được chưa? Đó, nhưng mà anh chị mình lưu ý, anh chị mình đặt một câu hỏi là ví dụ như nhìn sang Novaland, nhóm bất động sản đúng không? Mình nhìn sang con BDR coi. Tại sao Novaland lại giảm mạnh nhưng mà BDR nó lại tăng? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, đối với những cái mã cổ phiếu như Novaland, anh chị mình thấy xu hướng của nó là gì? Đang một cái xu hướng giảm, hoàn toàn giảm rõ ràng luôn. Đó, mà thường mình mua một cái mã cổ phiếu á, mình phải nắm 50% tỷ lệ thắng. Đầu tiên, đó là gì? Xu hướng nó phải là xu hướng tăng đã, đúng không? Rồi mình sẽ lựa chọn những cái thời điểm mua để mà mình tiếp tục ăn cái phần tăng của cổ phiếu. Đó, xu hướng nó phải củng cố cho cái vị thế của mình đã. Rồi sau đó là gì? Mình mới tìm những cái điểm mình mua để mà chi? Mình có được cái phần lợi nhuận nó tốt hơn. Còn cái việc tự nhiên anh chị mình mua một cái mã cổ phiếu mà xu hướng nó đang giảm như thế này, liệu cái khả năng ăn nó có không chị? Từ cái bước đầu tiên mình chọn là mình đã sai rồi, đúng không? Nên thành ra là em không ưu tiên cái việc mà anh chị mình mua cổ phiếu giá rẻ, nó là vì vậy nha. Mình phải lựa chọn những cái mã cổ phiếu nào có khả năng đi lên, chứ không phải là những cái cổ phiếu nó giá rẻ. Lưu ý nhé. Đó, thì đó là một số cái quan điểm của em. Tại vì á, cổ như là BVD nè, thực chất thì hôm đó em có tư vấn mua quanh cái vùng giá 28 của cổ phiếu nè. Đó, nhưng mà anh chị mình thấy nè, mua hàng về vẫn có ăn, đúng không? Không lỗ. Mặc dù là ở phiên hôm đó mình mua giá 5%, 6% luôn anh chị, mình vẫn chấp nhận mua nha, tại vì nó đạt với cái tiêu chí của mình. Đó, em theo dõi cổ phiếu này nó rất là lâu rồi. Thực chất đoạn trước mình chú ý BVS, sau đó BVS nó lại vận động không đạt kỳ vọng. Và so sánh cái thời điểm sau đó BVS và BVD, thì BVD cái vận động của nó lại nhỉnh hơn, nó lại khỏe hơn một chút, cái dòng tiền nó ok hơn, thì mình lại tiếp tục chú ý quan sát BVD, phân tích những cái gì chia sẻ với anh chị mình rất là nhiều rồi đúng không? Có dòng tiền vẫn còn ở trong nè, đỡ giá tốt sau những cái nhịp điều chỉnh vừa qua nè. Đó, thì mình chỉ chờ cho ngọn gió đông thổi thôi. Thì cái hôm đó là cái hôm ngày 11 tháng 10 thì cổ phiếu đạt cái tiêu chí là mình mở mua luôn. Đó, mặc dù là cổ phiếu nó tăng nhưng mà em vẫn mua. Ha, đấy, thì đó là cái kim chỉ nam để mà sao em lựa chọn một cái mã cổ phiếu cũng như là cách vận hành của hệ thống, cái gọi là cái nguyên tắc đầu tư của hệ thống. Nếu như anh chị nào cảm thấy phù hợp thì chúng ta có thể liên hệ với em qua số Zalo 0345 548 188 để mà em hỗ trợ anh chị mình trong cái quá trình đầu tư, và chúng ta cùng đồng hành với hệ thống để mà có một cái chiến lược đầu tư sóng ngành trong giai đoạn sắp tới nhé.
Dạ rồi, chứng khoán thì mình cũng sẽ không có nói nhiều nữa anh chị ha. Rồi mình tiếp tục qua cái nhóm dầu khí đi. Dầu khí thì ở tuần vừa qua những cái mã như PVP hôm thứ sáu tiền vào ok đúng không, nhưng mà cũng chưa vượt đỉnh nè. Hạ nhiệt này là tích lũy lại nha. BVS cũng chưa thật sự vượt nè đúng không. Tuần vừa qua thì em thấy là có BVD nó lại ok, hàng về đợi giá tốt đúng không, nó cũng đã vượt đỉnh rồi đó. Thì nhìn chung là nếu tích lũy lại thì em sẽ hướng dẫn cái điểm mua mới sau cho anh chị ha, nếu chưa chị nếu anh chị nào chưa vào được. Còn nếu anh chị nào muốn gia tăng thì mình sẽ chờ những cái điểm kích hoạt dòng tiền tiếp theo, thì lúc đó em sẽ tư vấn giải ngân thêm. BSR có khả năng hồi ha, nhưng mà cái dải này nó phải thu hẹp lại nè, MACD nó phải có chiều hướng cắt lên nè. Thì em nghĩ con này á khả năng nó vẫn sẽ tiếp tục đi ngang, thì anh chị mình thấy khi nào mà cái động lượng này thu hẹp nhỏ nè thì nó sẽ có những cái nhịp hồi về lại những cái vùng 22 chấm x. Nhìn chung là xu hướng vẫn ok, có hàng vẫn tiếp tục nắm giữ được nha. Mua gom thì anh chị mình thích thì cũng có thể mua thêm quanh cái vùng giá 21 này đó. Nếu anh chị nào đã có hàng sẵn ở vùng dưới nha thì thích mua thêm, thì em nghĩ đây là những cái vùng chúng ta vẫn có thể mua được nha. Rồi oi oi đi ok rồi đúng không. Hồi đợt em có chia sẻ với anh chị mình về những cái điểm mua mua đánh trung hạn á, mua vùng dưới này nè đó, mua vùng dưới này ha, vùng giá 10 10.2 trở xuống đúng không. Thì ở thời điểm hiện tại mình vẫn có một cái khoản lãi nhất định khoảng đâu đó 4% cũng ok ha. Xu hướng nó đang gọi là gì, tích lũy phía trên đó rất là đẹp ha, củng cố cho một cái xu hướng hồi phục tiếp tiếp diễn. Dạ rồi, gas thì tuần vừa qua lại giảm đúng không, lắp gas bao chưa ổn ha. Nhìn chung là hồi lên cơ cấu đó anh chị, những cái mã này anh chị mình thấy nè, tăng thì không tăng nhiều nhưng mà giảm giảm khá là nhiều ha, yếu ưu tiên cơ cấu ha, không ưu tiên bắt đấy. Rồi đó là đối với nhóm cổ phiếu dầu khí. Điện thì cái nhóm cổ phiếu điện tuần vừa qua có BC1 ok đúng không, BC1 ok, nhưng mà một cái điểm yếu đó là gì, dao động còn lỏng nha, dao động còn lỏng. Cả điện cả thủy sản dệt may thì em thấy một cái điểm đó là tuy xu hướng nó vẫn giữ tốt anh chị, nhưng mà cái dao động của nó còn hơi lỏng, lưu ý nha. Tại vì sao, anh chị mình thấy là vani nè, nhìn cái biên độ của vani dao động rất là hẹp. Nhưng mà những cái mã cổ phiếu này dao động lỏng, tại vì sao, đặt một câu hỏi đúng không đó. Thực chất những cái dao động lỏng nó sẽ không bền đâu anh chị đấy, nên là thành ra em sẽ ưu tiên những cái mã cổ phiếu này khi nào mà nó xiết lại cái biên độ vận động thì mình sẽ chú ý nha. Đó ví dụ như gil ok đúng không, xu hướng vẫn đang là xu hướng tăng nè đó. Thì con này ví dụ như nó về được tới những vùng 35 36 tích lũy lại em sẽ chú ý ha, quan trọng là cái biên nó phải xiết lại được nè đó. Rồi VHC cũng vậy, VHC cũng ok. Con này thì nó lại xiết biên hơn ha, nó lại xiết biên hơn đấy. Nhìn chung là đối với VHC anh chị mình phải chờ một cái dòng tiền kích hoạt nha, nó sẽ an toàn đó, đủ điều kiện rồi nè, chỉ cần thiếu một cái điểm là gì, dòng tiền và kích hoạt vượt đỉnh thôi đúng không đó. Có cái phiên đó thì ok ha, có phiên đó thì mình chúng ta có thể mở vị thế thăm dò được đối với cổ phiếu. Dạ rồi, đó là đối với nhóm thủy sản dệt may cũng như là nhóm điện. Vận tải biển thì sao, vận tải biển thì BBT nè cứ đi lên mà không có khối lượng sao mua anh chị, không an toàn lắm ha, cái biên dao động cũng lỏng nữa. HAH ok hơn đúng không, HAH giữ biên hơn nè đấy. Gam Index đi ngang lâu nè, ngày mai là có chiều hướng đi xuống nè, không ưu tiên nha. Nhìn chung là có dòng tiền củng cố thì ok, còn em nghĩ là đối với những cái vùng này mua á, thì sẽ chưa được an toàn đấy, do là nó đang có một cái tính phân kỳ dưới này đúng không. Đầu tư công, đầu tư công có HBC tăng tốt mà hồi kỹ thuật thôi nha đấy. CTI nè khả năng hồi anh chị ha, có khả năng hồi đấy đối với CTI. Nhưng mà đối với cổ phiếu nhóm đầu tư công á, thì mình cũng sẽ chưa chưa gọi là gì anh chị, chưa có giải ngân mạnh đâu. Tại vì tổng quan á chỉ có một số ít cổ phiếu là nó đi ngược, ví dụ như là HV thì xu hướng ok nè đúng không, VCG nè,
VCG nè đang siết biên lại cũng ổn nè, có khả năng hồi nè. À, đối với những cái mã cổ phiếu này, nếu như anh chị nào mà chúng ta chấp nhận cái rủi ro là khoảng 6 6-7% thì mình có thể mua quanh cái vùng này ha. Đó, đối với VCG thì em thấy đang có cái gọi là cái form 3C á, mẫu hình chít á. Thực chất là nếu như mà mua trên vùng này rồi anh chị mình chờ nó tích lũy lại thì cũng được, đúng không? Hoặc là mua ở dưới vùng này. Đấy. Mua dưới vùng này thì cái mức độ rủi ro nó sẽ cao hơn một chút à, khi mà cổ phiếu nó chưa có dòng tiền, đúng không? Nhưng mà đối với cái biên mà nó em thấy là dao động hẹp này, siết lại biên này thì sẽ ok ha. Dạ rồi, thì đó là đối với VCG. Ngoài ra thì những cái mã cổ phiếu khác, ví dụ như là KSB, em nghĩ là cũng có một cái nhịp hồi ngắn nha. Đấy, form nó khá tương đồng anh chị, nên là anh chị nào đánh ngắn thì mình có thể chú ý, đúng không? Đối với ví dụ như là KSB, mức chấp nhận rủi ro sẽ là 6 đến 7%. Lưu ý ha, KSB hay là VCG. HT1 nè. Cũng được. Nhưng mà em thích những cái nâng nền hơn anh chị. Nó thể hiện được là cái lực cầu nó vào mạnh mẽ hơn so với những cái mã cổ phiếu nó hạ nền ha, hoặc là nó lên sình bên dưới, đúng không? LCG bò 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 đi lên ha, cũng có khả năng hồi nha. Đấy, nhìn chung là nhóm đầu tư công thì em nghĩ là xác suất tuần sau nó sẽ có hồi phục đấy, còn quan trọng là cái dòng tiền nó như thế nào. Đấy, HNB thì nó tiệm cận đỉnh nè đó, chờ nó tích lũy lại siết biên hơn một chút, ok ha. Dạ rồi, thì đó là tổng quan cái buổi video ngày hôm nay. Nhìn chung là tuần sau mình sẽ chú ý những cái nhóm như là dòng ngân hàng đấy, bất động sản, một số mã như là HBC anh chị ha, hoặc là như KDH đấy, rồi đầu tư công em thấy cũng có cái tín hiệu siết biên của cổ phiếu rồi đó, thì có khả năng có những cái đợt hồi phục đấy. Thì nếu anh chị nào mình bị mắc kịp thì ưu tiên hồi cơ cấu thôi đó. Còn mở mua mới thì nếu như muốn trading thì có thể trích một phần vốn nhỏ trading, hoặc là an toàn hơn mình sẽ chờ dòng tiền ha. Dạ rồi, thì em xin phép kết thúc buổi video ngày hôm nay ngay tại đây. Xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều đã theo dõi đến hết video này. Nếu anh chị thấy hay thì đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn nút like video, để lại bình luận cũng như là nhấn đăng ký kênh ha. Đây là những động lực lớn giúp em ra thêm nhiều video chia sẻ với anh chị mình. Đó, và anh chị cũng đừng quên là em có một cái room cộng đồng, thì đường link room cộng đồng em để ở bio ngay tại đây. Tại room đó thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về cổ phiếu cũng như là những cái tín hiệu thị trường ngay trong phiên giao dịch luôn ha. Dạ rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều nhé. Hẹn gặp anh chị mình ở những video tiếp theo.